Nếu như có ba dấu hiệu này thì bạn không thể nào thành công và giàu có được. Doanh nhân kiến quốc trước tận tâm tạo nên đẳng cấp. Yến chia sẻ với bạn những điểm yếu chung của 80% dân số, trong đó cũng có thể có bạn. Dấu hiệu đầu tiên khiến cho bạn khó trở nên giàu có chính là bạn chăm chỉ làm việc. Bạn chăm chỉ nhưng mà bạn không phải làm những việc khôn ngoan và hiệu quả. Có một câu nói mà chúng ta thường hay nói với nhau, đó là cần cù thì bù thông minh. Bạn có thể nghe theo lời khuyên này nếu như bạn mong muốn có một cuộc sống ổn định và thoải mái với việc làm thuê cho người khác cả cuộc đời của mình. Tuy nhiên, nếu như bạn mong muốn trở nên giàu có thì đây là câu chuyện hoàn toàn khác. Yến vẫn thường hay nói với các bạn rằng chăm chỉ là yếu tố cần thiết và yếu tố bắt buộc phải có đối với tố chất của một người thành công. Nhưng mà chỉ có chăm chỉ thôi thì chưa đủ. Bạn cần phải có những cái cách thức làm việc và những con đường khác biệt thông minh hơn so với đại bộ phận những người khác. Dấu hiệu thứ hai, bạn không dành đủ thời gian để phát triển bản thân của mình. Bạn hãy nhìn lại lịch sử những cái video mà bạn xem gần đây. Hãy chia ra làm hai nhóm, video về kiến thức phát triển bản thân và video về giải trí. Nếu như bạn thấy rằng hơn 40% nội dung trong số đó nằm trong danh mục giải trí, thì đó là dấu hiệu bạn khó có thể trở nên một người thành công và giàu có. Và bạn sẽ trở thành mục tiêu của những người giàu có mà thôi. Bởi vì có một thực tế là phần lớn mọi người đều nằm trong số nhóm những người chỉ muốn giải trí. Thay vì dành thời gian đó để trau dồi kiến thức, để phát triển bản thân của mình. Và đó cũng chính là một cái dấu hiệu không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có của bạn. Dấu hiệu thứ ba là bạn quá tập trung vào việc tiết kiệm tiền, thay vì tìm cách nâng cao thu nhập và gia tăng số tiền của mình có thể kiếm được. Yến muốn khẳng định với bạn rằng, việc tiết kiệm tiền là rất quan trọng để xây dựng nền tảng tài chính cá nhân vững chắc. Không có một ai tiêu xài hoang phí mà có thể trở nên giàu có được. Tuy nhiên, nếu như bạn chỉ dành toàn bộ thời gian của mình để tìm cách tiết kiệm tiền, như là tìm hàng giảm giá hoặc đi tìm phiếu quà tặng để tiết kiệm chi phí, mà bạn không tập trung dành toàn bộ thời gian để tìm cách gia tăng nguồn thu nhập của mình, thì đó không phải là cách khôn ngoan để giúp cho bạn trở nên thành công và giàu có. Có một cái suy nghĩ của những người giàu, đó là họ không bao giờ lo lắng về việc hết tiền. Họ sẽ tìm cách để tính toán làm sao có thể có thêm ngày càng nhiều tiền bạc hơn, dòng tiền của họ ngày càng gia tăng hơn. Và đó là ba dấu hiệu mà nếu như bạn có ba dấu hiệu này, chứng tỏ khả năng cao là bạn không thể nào trở nên thành công và giàu có được. Nếu như bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn thì điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là lập kế hoạch hành động để thay đổi bản thân mình. Khi nói đến đây thì có rất nhiều anh chị nói rằng thay đổi ai cũng muốn nhưng mà không phải dễ. Đúng, anh chị nói rất đúng ạ. Vì vậy, môi trường doanh nhân kiến quốc group đã cho ra đời quyển sách ứng dụng kiến tạo cuộc đời thịnh vượng để bứt phá những giới hạn bản thân, đánh bay sự trì trệ ở bên trong của bạn. Có một môi trường đồng hành cùng với bạn mỗi ngày giúp cho bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống như tài chính, sức khỏe hay là mối quan hệ. Việc của bạn là liên hệ ngay với Yến để sở hữu cho mình quyển sách và trải nghiệm dịch vụ chăm sóc hỗ trợ 30 ngày bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi.